À, cái hạch mà nếu mà hướng này hạch phải to hơn hạch trái, to hơn chút xíu. Cái môi á bị lệch thấy không, rồi thiếu nước bị khô. Còn cái này cái hạch mà nó làm như một dề luôn á. Cái dạng lâu rồi là nó nổi rồi nó lặn, khỏe khỏe là có là rồi nổi lặn, rồi bây giờ bệnh này nó hành mới nhiều thêm, nó di căn quá nhiều thêm. Nói cho em nghe nè, nếu mà mình hết bệnh đó, mình sẽ làm điều gì đầu tiên? À, bệnh là sống sống với em sống chạy ở chị Sống với con nhỏ em. chạy nói chuyện của em cũng là anh em ở cùng nhau ngủ nghỉ. Chị Hai chị em mà không không lo đâu ai đâu, lo bạn bè bỏ nó, hai chị em phải lo với nhau. Mà chị em gái sống thì ở chị sợ về qua chứ. Xin gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh. À, trước mặt của cô chú anh chị đây là cái tờ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của một người phụ nữ tên là Mai. À, nói tóm tắt thêm đó, đây là cái giấy xác nhận độc thân của chị Mai. À, vì sao chị Mai lại nhờ ở địa phương để xác nhận cái tờ giấy độc thân này? À, thì chị Mai chỉ có chia sẻ là tại vì khi mà có cái tờ giấy này á, kèm theo cái giấy bệnh của chị thì chị có thể là trình bày với lại bệnh viện nơi mà chị đang điều trị đó, có thể họ sẽ giảm cái tiền viện phí cho chị Mai. Nhưng mà chị chưa có trình bày cái tờ giấy này đến cho bệnh viện, với cái lý do mà chị chủ nhà trọ nơi chị Mai đang thuê có nói lại với em á, là hiện tại là chị Mai đang bị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối và ở bệnh viện có thể là họ sẽ không có tiếp nhận cái ca này. À, thêm nữa là chị Mai chị cũng không có muốn về nhà vì cái sức khỏe của chị quá yếu, và nếu mà về nhà mà có đau đớn gì đó không có thể nào lên kịp ở bệnh viện, nên là chị quyết định là chị thuê trọ ở gần bệnh viện ung bướu để nếu mà có đau quá sức thì chị có thể đi cấp cứu được. Đó là những cái thông tin mà chị chủ nhà trọ gửi cho GoFood, và để mà xác nhận thêm cái thông tin cũng như là mình có nói là mình xin phép là gặp chị Mai trong buổi chiều ngày hôm nay. Và hiện tại là GoFood đang có mặt ở chỗ trọ của chị Mai đây. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong để gặp chị Mai, thăm hỏi tình hình sức khỏe. Và ở trên kênh GoFood thì chia sẻ cho cô chú anh chị về cái trường hợp này. Đây là cái chỗ chị Mai đang thuê trọ này cô chú anh chị. Tất cả những bà con ở đây là đa phần là đi khám ở bệnh viện ung bướu và cũng như là đang điều trị tại bệnh viện ung bướu. Ủa? Chị cho em hỏi là cái phòng của chị Mai mà đi không có được là phòng nào? À, phòng phòng đầu đây là của chú anh chị. Dạ đây anh ơi. Anh chị, anh chào chị. Em mua xuống đi, em mua xuống đi. À, giống cái trong cái hình chị chủ trọ chị chụp. À, chị Mai đây nè. Xin chào chị nha. Xin chào chị. Sao sao chị nhìn em chị cười cười hoài vậy? Có gì muốn nói hả? Mừng là sao? À, ai nói chị là quay lên là có tiền? Cái chị gì ta? Chị chủ trọ tên là chị Tú Anh hả? Chị Tú Anh có gửi cái hình qua cho em. Dạ. Chị là gì của chị Mai? Dạ. Để cho em xin phép là em gắn cái mic để dễ nói chuyện nha. Chị tên gì chị? À, chị tên Lương Ngọc Khoa. À, Lương Ngọc Khoa hỏi tên ngoài luôn không, nói tên ngoài Chị không? tên Hoa. Khoa Khoa cá hát á.
Dạ. Chị là em thứ của chị Mai hả chị? Em này thứ hai, chị thứ ba. Dạ. Em ruột. Ở nhà mình mấy anh chị em? Có hai người, có hai chị em. À, dễ thương ha, đi chăm chị. Ừ. Hai chị em mà không lo đâu ai đâu, lo bạn bỏ nó. Hai chị em phải lo với nhau. Ở chị em gái sống thì ở chị. Sợ. Về qua chứ. Nửa đêm thì làm mệt thấy chị sợ. Nó làm mệt chị sợ. Ghé đi, sử dụng thuốc cũng hết. Chị đi. Chị hai có sức khỏe đặt điều trị. Là từ khi mà chị hai của mình bị đau là chị chăm sóc tới giờ luôn. Chị lo suốt luôn á. Nó chờ dịp lên đây. Dính đấy. Hai chị em ở nhà trọ này bao lâu rồi? Đến ngày cũng cả tháng ạ. Lên xuống lên xuống đi. Bác sĩ theo dõi cả tháng rồi đó. Cái chị chủ trọ chị nói là biết được cái hoàn cảnh của hai chị em nên là chị có bớt chút đỉnh cho cái tiền nhà trọ đây. Có bớt. Chị thấy chị được là chị đi chị về, đi rồi về khám bệnh rồi thấy được bác sĩ cho về. Tỉnh không có nó nói là hoàn cảnh khổ, ít vài ngày thôi. Mà không ngờ là bác sĩ theo cái dài thời gian quá. Sợ có đi được chị. Mà chị nói chị kêu chị bớt nhà trọ đi. Chị rồi chị nói khác gì mình làm ngày 14. Tính tiền ngày mỗi ngày đó. Chị nói thôi chị khổ quá thì bớt chị đi. Tính 2 tháng 3 triệu 6 đó. Rồi chị đóng trước cửa tháng rồi. Thằng nhiều tao. Nếu mà bớt là 4 triệu mấy. Rồi bớt là còn 3 triệu 6 á. Chị cũng có gia đình ở dưới quê. Dạ. Chị có chồng con mà hai đứa con gái rồi chồng thôi chồng rồi. Rồi nhà có hai chị em ở ngoài á. Nhà mỗi có mấy người à. Có cậu Tư à. Thôi em xin phép em trò chuyện với chị Mai chút xíu nha. Chị Mai ơi, khi mà chị Khoa chỉ đưa em cái tờ giấy xác nhận độc thân của chị á, thấy là mới tin chứ mà thấy chị nói ngoài ở ngoài mà ai đâu mà tin mà độc thân hả? Độc thân từ đó giờ luôn. À đúng rồi. Dạ. À, năm nay chị bao nhiêu tuổi? 47 rồi. Dạ. Là mình là quê ở Trà Vinh hả chị? Dạ, ở huyện nào chị? Ở nào quận ai? Trà Vinh mà thị trấn trong cho thành á, Trà Vinh đi thẳng vô cho thành. Ủa, chị bị bệnh rồi nó ảnh hưởng tới cái phát âm của chị hả? Nên là đâu, cái này là nhỏ lớn. Nó nhỏ lớn. Còn cái nhỏ này nó nảy nè. Từ hồi đó giờ là chưa kết hôn luôn. Có quen bạn trai gì không? Không quen bạn trai. Thiệt luôn hả? Ai không hết. Tại chị không có thích quen bạn trai. Đúng rồi. Lý do làm sao vậy chị? Thấy đời của mẹ rồi. Đời của mẹ rồi thêm đời của nhỏ em nữa. Như đời của mẹ là cũng có chồng rồi thôi. Cũng có hai con gái nè. Tới nhỏ em có chồng cũng có hai con gái luôn. Nên là là bạc phận có nghĩa là có kết hôn nhưng mà không được hạnh phúc nên là mình thấy mình sợ quá, mình không muốn giống như em gái với lại mẹ của mình. Đúng rồi. Cho em hỏi hơi riêng tư chút xíu là ba của chị là còn không? Có hết rồi, cha mẹ hết rồi. Dạ. Nói hạt nhiên thôi. Cái này nói thiệt đó nha, là có thù ghét gì đàn ông không? Hay không. Là chỉ là cái lý do của mẹ với lại của em gái thôi? Không, không có, không có thù ghét gì hả? Không thù ghét, tại mình không thích. Tại mình không thích. Yeah. Em nói chơi á, nói chơi cho vui thôi. Cho chị giải tỏa cái tâm lý chút xíu ha. Từ nãy cũng quên giới thiệu. Từ nãy vô làm luồn tuôn hết mà quên giới thiệu. Em tên là Sinh. Em có một cái kênh thiện nguyện ở trên mạng á, kêu cái tên là GoFood. Em đi làm cầu nối những cái hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Cái chị Tú Anh, chị chủ nhà này đó, chị có xem ở trên kênh thì chị có chụp hình rồi gửi qua bên em. Thì chị Tú Anh nói là xin ơi em có thời gian thì em qua bên nhà trọ của chị để gì em coi cái trường hợp của chị Mai này. Dạ. Hôm nay không nhận. Nên là nói chuyện một nữa
hỏi cái gì là nói chuyện thôi. Hoài cũng nhẫn. Không, chị nói chuyện dễ thương mà, có gì đâu. Nên là Hoài, cũng như là khi hỏi cái gì á, nên nói không được. Không, nhiều khi nói làm phật lời đúng không? Đúng rồi. Qua cái hình ảnh trước mặt á, là thấy chị là không có được khỏe nè. Về cơ thể của chị ở trước mặt em luôn nha. Hình như là thấy chân của chị Mai bị teo đúng không? Đúng rồi. Dạ. Tại vì chị cái nhò, cái lưu hoa nhú, nên người chị nhau, đau nên chị nhú đi nổi chân á. Khoan khoan, để nhờ chị Khoa, để nhờ chị Khoa chị nói rõ hơn nha. Xin lỗi chị nha. Xin lỗi chị. Dạ, chị nói rõ chút xíu giùm em ơi chị Khoa. Bây giờ là, thôi chị nói cho em cái giai đoạn mà chị hai của chị là có những cái triệu chứng rồi bệnh gì, chị nói giùm em đi. Mới đầu rồi đi làm mướn. Chị làm mướn mười mấy năm rồi, làm chút chuyện nhà, làm cái chủ trước là mười mấy năm rồi nghỉ, chị chứ bán kiển rồi nghỉ xong cái sang qua chị này thì ở đường Mậu Thân và Vinh á, Bò Đắp á, làm được năm, rồi cũng hai chị em kiếm xin việc làm á, rồi làm cho chị được năm, cái làm như thiệt tình á, chứ chủ quá đi, tất thiệt tình đó, học không có tham làm chứ, rồi cái nặng quá, cái mấy chậu khiển nó nặng quá đi, thiệt tình mà. Làm cho hết mình vậy đó, cụp lưng xong cái cũng đau thao rồi, là cái chân này yếu sẵn rồi, cái mình này bự, phải chân này nhỏ, yếu sẵn rồi, nhỏ là chân này bị khớp rồi. Rồi gác làm, cái làm gần Tết nữa, rồi gác làm mà thở có tiền, là mất việc. Sẽ mất việc, gác làm, rồi sợ thì không có tiền nữa đó, gác làm từ xe ngã, phải gác nghỉ hết. Nghỉ ngã hai lần, cũng như là đi chị bệnh tùm lum, rồi gác đi. Chạy xe đi, chị bịch mấy chỗ, rồi xe ngã, chú cái chân yếu cũng gắn gắn đi chạy xe đó, ngã gãy, xe ngã rồi bị gắn gãy hai lần rồi gãy xương luôn, gãy xương xong rồi về nhà làm đau nhất rồi mới đi bệnh viện, đi về trà Vinh đó, trà Vinh thì bác sĩ theo dõi thì nói là bị gãy cổ xương đùi đó, rồi thay khớp khác, rồi nằm theo dõi là thay khớp khác, rồi thay khớp là bác sĩ báo là ca mổ là 35 triệu. Lúc đó cũng khổ chứ, cũng nhờ cái chị chủ trước á, cũng đi xin giùm á, mới có tiền mổ, đất tiền mượn anh ở dưới quê, cũng nhờ cậu Tư mượn anh dưới quê á, là mượn trước 30 triệu, đặng với vợ thì chị em mới sơ phụ lại cho 5 triệu, là đủ 35 triệu, là đóng cho bác sĩ, là đóng chơi tạm mướn trước á, rồi mới mổ. Ngày đó run quá trời luôn, mà sợ có tiền nữa sao mà đóng tiền đâu còn mổ nữa, rồi nhờ có anh ở dưới quê á, cho mượn. Nhưng mà là phải hoàn thành trong tớp, phải trả cho rồi. Cho em hỏi là bị chân nào hả chị? Chân phải nè. Chân trái? Đúng rồi. Đó là chân trái á? Là bị chân trái. Là bị hai lần? Cũng như gán gị xe đó, xe chân yếu sẵn rồi, gán làm gị rồi tự gãy xương luôn. Ủa mà nó đâu có liên quan gì tới cái bệnh viện ung bướu này đâu. Đáng lẽ mình qua bệnh viện xương chứ. Rồi bây giờ là... Thì tính là cái chân không thì nó khỏe rồi, đi được rồi. Rồi bác hiện cái vú. Bị ca vú. Cái vú sao nó cứng nhắc à? Dạ. Đến xong rồi mới ra bệnh viện rồi cái đi về rồi mới ra bệnh viện Vinh nhập viện nữa. Trong đó là để tái khám bác sĩ là nghi ngờ là di căn, không biết bị gì, khám không ra bệnh cứ theo dõi hoài. Ý của chị nói là có thể là chị này bị ca trước, xong rồi nó di căn qua xương nên là nó bị ảnh hưởng xương yếu nên là bị bưng đồ nặng rồi đó là ha. Vậy chắc vậy, vú này cũng bị trước lâu rồi. Lâu rồi xong rồi nó bắt đầu nó mới ảnh hưởng qua chân yếu luôn, nó mới gãy xương. Rồi nằm chị Vinh theo dõi hoài, thấy sao mà yếu quá đi. Mới xin chuyển tuyến cấp cứu lên bệnh viện ung bướu nè. Ủa vậy rồi cuối cùng bây giờ là chị Mai có thể ngồi dậy được không? Đỡ không à. Tại vì vú đang hành. Hành sưng mình mấy đau kìa. Nó cái tay nó sưng đau á. Sưng đau nhất. Ủa bị ca vú mà bây giờ di căn à, sưng à, nó đỏ trong hết trơn mà không có thuốc uống gì hết trơn à, bị ở bên trái hay bên phải gì? Bên đây nè, bên phải nè. Còn tay kia đâu, đưa em coi chị Mai. Tay này đâu có sưng đâu, cũng hơi đau, sao động đau nữa
Nè, xem ngựa nó dạng ép vừa thực quản. Rồi bây giờ là nằm một cái tư thế gì thôi hả? Thì chị cũng phụ đỡ nghiêng. Hai cái chân của chị thẳng ra được không chị Mai? Ừ. Được hả? Có đau không chị? Cũng hoạt động được. Vậy là nếu mà muốn đi tới đi lui là phải bế lên trên xe lăn ngồi. À, mỗi lần đi tới khám là mướn taxi đó. Chở đi chứ chị của mình chỉ đâu ai phụ gì đẩy xe lăn lên. Từ đây mà đi taxi, quá gần mà đi taxi luôn ha. Chứ đi chứ xe lăn không nổi. Rồi đẩy này cục cần nó dặn nó đau nữa. Mỗi lần đi taxi vậy họ lấy bao nhiêu? Em người thì thưa ta lấy bằng cách người ta lấy 30, 20. Thì người ta lấy ta cho à. Có lần này cũng có mấy anh nó cho mấy lần rồi. Cho à. Thì người ta lấy tại vì ta quy định công ty người ta lấy tiền. Chứ nhiều người ta không cho à. Cái vụ mà cái ca ngực trước hoặc là cái xương trước, thật sự cái đó em cũng không rành. Em cũng không biết. À mà chị nói thiệt chị không có giấu đâu. Dạ. Chị thấy vậy em chị mừng, không sao chị nói hết á. Còn cái bệnh ca bây giờ á là tới giai đoạn mấy rồi? Giai đoạn 4. Phát hiện cái là tới giai đoạn 4 luôn. Bao lâu rồi chị? Phát hiện ở cái phần ngực á. Là thì hồi lên đây ông 4 rồi phát hiện tới giờ đó. Là hồi nữa 2019 là chị đi xét nghiệm sinh tiết vú á. 2019 hả? À, 19 tháng 3 nè. Ủa 11 tháng 3 nè, bữa chị xét nghiệm á là bác sĩ hẹn 20 tháng 3 là có kết quả. Rồi chị thấy ở đây yếu quá, chị mới qua chợ gãy nằm mấy ngày. Không theo dõi, không cho uống thuốc. Chị thấy chị đau nhức quá, chị không nổi. Chị mới chuyển qua chợ gãy nằm mấy ngày, cho thuốc vô máu đâu á, cho khỏe, mấy cháu mới chờ kết quả được. 9 ngày lần nếu mà làm đây rồi sao chịu nổi. Đó. Rồi xong rồi qua kết quả rồi biết kết quả bị ung thư vú. Trước khi mà chúng ta tiếp tục với câu chuyện ha, Uncle Food sẽ đi một vòng. Đi thì không phải nói đi nữa, mình sẽ quay một vòng về cái chỗ ở của hai chị em như thế nào nha cô chú anh chị. Rồi chúng ta sẽ nói về cái hướng điều trị và hiện tại là ở đây như thế nào nha cô chú anh chị. Dạ thưa cô chú anh chị, em sẽ bắt đầu từ ở dưới đi lên nha cô chú anh chị. Em phía sau em là hai cái nhà tắm ha. Em sẽ bắt đầu từ ở dưới em đi lên. Em sẽ quay cho cô chú anh chị để mà cô chú anh chị biết về cái cuộc sống của bà con của mình khi mà đi lên trên, mình tạm gọi đi lên trên thành phố để mà khám bệnh hoặc là đi trị bệnh nha, sẽ ở như thế nào nha. Bà con ở những cái giường đây nè, những cái giường tầng cũng có, và những cái phòng mà riêng cũng có ha cô chú anh chị. Đó. Ví dụ như là một cái giường như vậy à, có thể từ 2 tới 3 người. Ví dụ như mình nhỏ con á, mình ở được 2 người ở một cái chỗ như vậy cũng được. Đó. Cách đây khoảng 2 năm em có vô trong cái nhà trọ này, em có ghi hình một cái trường hợp của một chị. Thực sự là em cũng quên tên rồi. 2 năm nay em quay lại nó cũng như xưa cô chú anh chị. Chào chị nha, chào cô. Anh quay giùm em được không? Tại vì cảnh em không có tiền nhà với tiền đi đến, tiền xe rồi. Chị ở một mình hả? Không có. Ấy là nhỏ con có 12 tuổi theo nó luôn. À, chị bị ca gì? À, cũng giống như chị Mai ha. Chị vô trước hay vô sau chị Mai? Dạ. Hôm nay là em dành cái thời gian bên chị Mai đó. Thì để có gì em sẽ sắp xếp rồi em sẽ gặp chị lại sau nha. Chị là quê ở đâu? Quê An Giang. Rồi chị vô thuốc rồi hả? Vô được có một liều mà. Tay của chị đang bị gì đó chị? Dạ. Thôi để em vô trong chị Mai nha. Để em sắp xếp rồi có gì lại gặp mấy chị mấy cô sau nha. Gặp cô đây xong rồi tới gặp cô. Cô đi với ai đây nữa đây? Cô cô ở Phú Yên hả? À, ở huyện nào cô? Dạ. Dạ. Đó. Dạ. Thôi chúc sức khỏe nha, để con vô trong chị Mai nha. Dạ. Dạ. Đó, cô chú anh chị thấy ha, bà con ai cũng khổ, ai cũng khó khăn ha. Trên kia
có cái gác trên kia nè, cũng ngăn phòng như ở dưới đây cô chú anh chị. Đây là cái phòng của chị Mai với lại chị Khoa nè. Đó. Trước khi vô trong phòng ha, mình quay lại cho cô chú anh chị xem ha. Mình ở đây là mình quay một cái hướng khác ở ngoài cửa đi vô. Bà con đây rất rất là nhiều ha. À, chỗ này là chỗ cái bếp chung của bà con này cô chú anh chị. Vậy thôi em đi vô. Tối là hai chị em nằm trên cái giường này đúng không chị Khoa? Dạ. Cái cửa sổ bên đó là mở ra được không chị? Đóng kín luôn. Tại vì nó mé đường đi. Hồi nãy chị nói là ở đây là một tháng là 3 triệu... 3 triệu 6 á. Chị chủ bớt, chị bán lý bớt cho 4 ngày. Tháng 4 ngày. Vậy là tính ra ngày là 120 ha? Ừ, là 140 thì bớt là 120. Dạ. Đây là tất cả toàn bộ đồ cá nhân của hai chị em đây. Bao nhiêu đó em? Gồm có là gói mền là bên nhà trọ hả chị? Ừ. Cái này của chị, còn này của nhà trọ con gái. Cái này của nhà trọ không nè. Của chị có gói mền không ạ? Rồi cái ba lô đó của mình. Của chị. Rồi cái bịch tả đó của mình ha. Rồi phía bên đây. Của chị á. À, những cái khăn lao đồ riêng rồi đó. Rồi đồ. Chỗ đây là ăn uống nè, nước, thức ăn. Ví dụ như là có cơm, cháo nè. Chắc là em nghĩ là mấy chị chắc biết mấy chỗ xin cơm cháo từ thiện hết rồi phải không? Nhờ cho á, nhờ cho cũng đỡ lắm, đỡ tốn tiền bằng ăn. Hoàn toàn là đồ ăn là mình không có tốn tiền, mình tốn tiền nhà trọ thôi. Nhờ cho nhiều khi cá nhân rồi, đồ sạc cá nhân có hết, hộ hiếp mình mua vậy á. Ủa chị Mai là đang sử dụng tả đó hả? Là chị Mai chị đi vệ sinh chị có biết không? Kêu chị. Kêu chị lo. Chứ bây giờ dùng bô cũng không được nữa ha. Tại đâu có ngồi được đâu dùng bô. Uống sữa nữa nè, có bánh ngọt nữa nè. Đó, bác xin thì chị, bác xin thì cho. Em chỉ vậy nè, cái nào mà mình không có dùng đến thì cứ bỏ đi, chứ để mà trong phòng á, nó không tốt. Nè. Hơi nhiều rồi đó, đồ hơi nhiều. Chị Mai ăn uống được không chị Khoa? Mấy nay giờ chị uống thuốc bị hơi lúc trước bị ho quá trời, rồi có đàm nữa. Rồi chị uống thuốc ho, lúc có đàm uống nó bớt, rồi ăn mới được. Chứ mấy hộp có ăn. Nhìn kỹ cái hướng này, cái tay sưng quá là ha. Y chang mấy cái ông tập tạ vậy đó mà. Mà em nó sao đó. Em. Rồi đó, chị phải mua thuốc đó, hay xin đó thị cho to, mua thuốc uống. Em mời chị Khoa ngồi ở cái góc này, chị Khoa ngồi ghế đi chị Khoa. Chị thẳng chân ra hay là chị duỗi chân lên là thấy thoải mái? Không, thẳng chân duỗi thôi. Uống nào cũng được. Uống nào cũng được, uống nào. Cái chân này hoạt động được. Không, để gì cũng được. Cái tay đau không? Đau gà coi. Đau không? Y như ông chích vậy đó ha. Có nhiều nó đau trong người. Nó đau trong người. Ghiêm ghiêm nó ngủ không được. Nóng. Em nhờ chị Khoa nói giùm em. Từ khi mà đưa chị hai mình lên trên bệnh viện ung bú. Thì bác sĩ nói là cái bệnh của chị mình là nó đi tới đâu và cái hướng giải quyết như thế nào. Bác sĩ lên thì bác sĩ dẫn theo dõi xét nghiệm siêu âm thử máu. Ủa, không có cái hướng vô thuốc rồi gì hết hả, hoặc là phẫu thuật gì hết hả? Có rồi, có kết quả là bác sĩ có để trong giấy là mổ hồi bữa 20 tháng 3 là kết quả đó, là biết về bà căn bệnh của chị là ung thư vú giai đoạn 4. Rồi bác sĩ trong giấy là để có ca mổ, bác sĩ gì đó. Mà họ không có để ngày mà bác sĩ giữ luôn rồi. Nhưng mà phải mổ hả? Nghe nói trong giấy để mổ. Rồi chừng nào mổ? Mà chị chưa biết. Sao chị không hỏi? Bây giờ chị nói là bây giờ chị gái của mình bây giờ bị đau quá, tay sưng quá, phải cấp cứu trước để cho đỡ đau chứ đâu có xét nghiệm hay cái gì. Ý là phải nhập viện đó. Thì đó cũng đang cũng nói cũng than nói chị nặng quá. Bác sĩ coi như bác sĩ nhập viện mà chị không biết nói chuyện sao nữa. Chị nhát á. Trời ơi, mình nói bây giờ á, chị tôi bây giờ đau quá nè, ngủ ngay không được nè. Rồi tay chân là phù nè. Quên cái mặt nữa, từ nãy em cũng quên nói cái mặt cái cổ của chị nữa. Nó
Thì mình nói là mình để cho mình nhập viện để người ta truyền thuốc, truyền nước cho nó giảm đau. Chứ nằm gì? Ừ. Vậy chứ vô chứ rồi sao? Mình là thuộc cái dạng là mình phải đi nằm viện, đi cấp cứu. Chứ mình không có thuộc dạng là đi khám bệnh nữa. Mình đau mà làm sao mà thuộc dạng khám bệnh được. Mình có quyền yêu cầu. Bà chị ngát, chị không dám nói. Chị lấy cho em mượn cái giấy bệnh ở trong bệnh viện ung bú á chị. Cái giấy bệnh để đâu? Em lại chắc tới bữa nói. Hả? Nên chẳng nói. Mai có đi vô trong bệnh viện không? À, 28 đi vô. Trời ơi. Mình đau mình vô đợi đợi hẹn của bác sĩ. Đó, cứ giờ theo dõi vậy em rồi sao chán chị nói. Gì vậy? Giới hẹn hả? Chị thì chị biết mặt chữ không? Biết. Dạ. Rồi chị không biết nói chuyện sao, nói chuyện rồi chị nhát nữa. À, mình đâu có thể nào mình đây là cái sức khỏe của người nhà của mình mà mình phải có quyền lợi chứ. Để ở đây là mình xin đọc cái chẩn đoán của chị Lư Ngọc Mai nha cô chú anh chị. Để cái chẩn đoán là theo dõi ca vú mở ngoặc chữ B phở nha cô chú anh chị. Rồi đây còn có một cái kết luận đó là bị hạch cổ nè. Rồi phết nè, trên đòn hai bên và quanh khí quản dạng hạch di căn. Bây giờ đang di căn hạch ở cổ. Đây, còn cái này cái gì nữa? Còn mình nói chuyện bác sĩ gạt ngang, rồi đâu nói chuyện không gành nữa. Mình phải làm dần giữ đồ lên chứ mà... Quyết định giữ lên á, ta mới làm cho. Còn yếu là gạt ngang rồi thôi, mình nghe lời thôi, không dám tự. Rồi cái tờ giấy xác nhận độc thân đó là nó mình đưa bệnh viện chưa? Mình... Chưa, tính chờ là... Ai bài là làm giấy độc thân đó vậy? Thì cũng chị em giúp đỡ á. Chị em và chị được, người chị... Thì chắc cũng mới làm hả? Ừ. Mới làm đây đó thấy khổ và kéo dài quá nè. Người ta chỉ làm ví dụ như có ai hỏi cái mình nói là cũng không có chồng rồi đừng mà không có kinh tế đâu đó ha. Ừ. Thì mình có giảm được nhiều đỡ nhiều. Kéo dài mà. Vậy nếu mà thà làm vậy á, chị làm cái giấy ở dưới địa phương nó là xác nhận hộ nghèo đồ này nọ cá nhân rồi nó còn hay hơn cái này. Hộ nghèo là mình phải đem giấy tờ phải chị xuống dưới làm ấy. Ý là mình nói xác nhận là mình kiểu là đang bệnh, đang khổ rồi đó. Người ta xác nhận ở mấy ông ấp tổ rồi vậy đó. Mà chị phải về dưới chị làm mới được. Chứ làm giùm đâu có được. Rồi giờ nhà chị em là thương là giúp đỡ làm nè. Nhỏ em là bạn bè đó. Một chị em quen biết lâu ngày giúp đỡ đó. Còn những cái khoản tiền bấy lâu nay thì sao? Của ai? Thì cũng nhờ cho không? Thì lúc trước mẫu chân này nè cũng nhờ cho còn mới. Cũng mới cũng kéo dài, thì vô là không nay đóng tiền chưa nhiều không? Cũng vài triệu vậy đó. Vô tạm ứng 3 triệu. Rồi mà nếu mà khám ngoài giờ á, là phải đóng tiền thêm. Bác sĩ kêu khám ngoài giờ phải đóng tiền thêm. Rồi hôm nay quýt cũng còn kéo dài sống vậy đó. Rồi nhờ chị em mà thấy bệnh này cũng kéo dài, chị em mới giúp đỡ cho. Thì bà quen biết người nói cho mới vậy đó. Rồi chờ cho nên mấy triệu. Chứ đau nhất vậy đó rồi, hành nửa đêm làm mệt. Ngước cổ lên được không chị? Đau không? À, cái hạch mà nếu mà hướng này hạch phải to hơn hạch trái, to hơn chút xíu. Cái môi á bị lạch thấy không? Rồi thiếu nước, bị khô môi. Chị cho uống nước nhiều vô, uống nước dừa đồ nhiều vô, uống nước mát đồ nhiều vô, uống nước nhiều vô để cơ thể nó mát cơ thể. À, là để 28 mình vô nói bác sĩ rồi. Nó chị nặng đau nhất quá rồi, chờ đợi hoài chịu không nổi. Ừ. Làm mệt. Trên người của chị bây giờ chị đau chỗ nào nhất chị nói cho em nghe chị May. Bị cái tay. Nóng nó nè. Dạ. Nó tới đâu nóng đó. Nóng tối rồi. Là ngủ không được. Nó ôn lại nha. Tối là ngủ không được. Ở trong bệnh viện á, họ có một cái đèn. Cái đèn cao tầm khoảng chưa tới 1 mét. Đèn soi á, rồi nó có cái tia màu đỏ đó. Họ sẽ soi vô cái chỗ nhất chỗ đau của mình thì mình cũng đỡ, thay vì mình uống thuốc cũng có mấy cái đèn đó đó. Nếu mà mình nhập viện nội trú. Còn cái hạch là nổi lâu chưa? Nóng nó nổi lắm. Bắt đầu có vú hành là nổi đau luôn. Chị thấy chị hai của chị là hạch hơi lạ. Chị thấy người ta hạch là kiểu là tròn tròn, nhìn cái là nó ra
Còn cái này cái hạch mà nó làm như một dề luôn á. Nó dặn lâu rồi. Là nó nổi rồi nó lặn. Khỏe khỏe là có rồi nổi lặn. Rồi bây giờ bệnh này nó hành mới nhiều thêm. Nó gì căng quá nhiều thêm. Tối là chắc đau đâu ngủ được. Nửa đêm chị phải gác dậy, chị đỡ lên đỡ xuống đó. Chị sợ quá. Bây giờ 28 chị vô nói bác sĩ mới được. Nói khám là có chị đau nhất quá ngủ được. Chị có số điện thoại bác sĩ không? Trong giấy có. Chị hỏi không cần tới 28. Chị cũng phải hỏi rà từ giờ cho tới đó. Kiểu mà mình phải gấp rút. Mà kiểu mà làm cho họ nôn nóng. Mình phải ấy. Có cái gọi là cái y chang là mình phải 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 không phải cần họ, nhưng mà mình nói là mình phải có cái những cái là yêu cầu vậy đó. Chứ bây giờ đâu phải như mấy cô mấy chị mà ở ngoài kia đâu, đó, cái này nằm một chỗ mà. Đi tới thẻ que, còn này vậy đó. Ừ. Mà cứ chờ vô tới lui mà thấy biết căn bệnh là cũng nặng lắm rồi đó. Đúng. Cũng có nó nặng. Mà sao thật không 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 có yêu cầu à? Thật sự em nói với chị á là chị chủ nhà, chị Tú Anh á, chị cũng có thuật lại cho em hết rành mạch hết rồi. Chủ yếu là em coi là em hỏi coi có trùng khớp đồ hoặc là như thế nào không, coi có cái gì mới không. Nhưng mà em biết chứ, tại vì em tiếp xúc với lại những bệnh nhân như vậy nhiều lắm. Dạ. Nặng lắm á, nặng lắm mà vậy Bác sĩ nói riêng với chị hả? ông bác sĩ cũng như khám nữa thì nó cũng có là bệnh này nặng lắm mà sao vẫn cứ cho. Ông kêu nặng lắm mà không cho người ta nhập viện. Hay Hồi là bữa chưa hồi bữa chưa kết đủ. quả kết quả là chị nghe nhập viện chị mừng quá trời, chị nói chết rồi, chắc mình được cho nhập viện là nằm chẳng bác sĩ theo dõi, có bác sĩ theo dõi thuốc men là cũng đỡ chứ ai gì đâu, nghe tạm trú là đi về về chứ không có ở, cứ hẹn rồi khám lại khám đi về rồi đẩy tới lui vậy, nó đau sưng á. Rồi phải gác chịu thôi. Nói cho em nghe nè, nếu mà mình hết bệnh đó, mình sẽ làm điều gì đầu tiên? À, bệnh là sống sống với em. Sống chạy ở chị. Sống với con nhỏ em. Ủa Là là nó chị. hai chị em đang ở chung với nhau luôn hả? À, là À. nói chuyện của em. Nó là anh em ở với nhau. Ủa hỉ. Chị có thấy là chị Khoa lo cho chị không? Hay. Thấy cũng mình cũng an ủi được một phần đúng không? Tuy là mình bệnh tình mình khó khăn, nhưng mà có được đứa em như vậy là cũng ok rồi ha. Ủa rồi hồi đó là chưa bệnh đó, là hai chị em có gây lộn À, không, ngay không? lộn ngay thôi à. À. Nhưng mà ngay mà ngay ngay mà ngay gì thôi. Không có giận dai. Còn bây giờ là không có vụ gây nữa rồi. Chị gian sống với như chị để với em đi. Hai chị em à. Rồi có gì chị bồi, không ai hữu hỷ cái chuyện á. Chị gian sống chị hoài. Mà lại khó chịu cho Mỹ. Gian sống đi. Có chị của em. Hữu hỷ đỡ buồn. Chị cũng gắng ha, chị cũng gắng lo cho chị hai mình nha, có hai chị em. Chồng họ có ai, hai chị em còn tư à, rồi chờ chị em những giúp đỡ không chia sẻ bạn là có chị yêu thương lắm, chị nói tao bắt nợ hai chị em mày rồi tao đâu nói chót luôn, là có gì này điện chị là chị chia sẻ chỉ dạy chứ chị cũng không nha, không với cái từ tao thích cũng giờ chỉ không mà chị em bà con vậy hỏi đỡ không. Nhìn kỹ hai chị em có nét nhiều, tất nhiên là chị em thì giống nhau rồi đó, nhưng mà nhìn có nét nhiều. Mà chị mai chị trắng hơn, có xài kem gì không? Không, nhưng mà đó là nhưng Tắm mà ý là mình uống nước dừa nhiều quá hả? Không, nó nói tiếp đi, nói tiếp đi. ngày nào mới xài mình quá nản quá à. Ngày nào cũng xài kem hết. Anh thích những người thích làm nhạc thôi, cái này là ta làm ngon rồi Thí nghiệm hả? hả Mấy người mà mới ra tay nghề hả? à, chủ mình làm á, Dạ. mình làm à, Chủ thương rồi thì cứ nhiệt tình đó, nhiệt tình là đàng hoàng, người ta lo Nói chung là một người thích xài kem đi, thích làm đẹp. nó là vậy đó, Mà nay giờ bệnh mà vẫn đẹp mà. nó có thể hạn đâu. Vẫn đẹp mà.
mình đẹp ở mọi lúc mọi nơi mà, chứ đâu phải là mình đi đám tiệc hay là mình cái gì mình mới ấy đâu, mình phải đẹp, lúc nào cũng phải đẹp, phụ nữ mà lúc nào cũng phải đẹp. Nằm trên giường bệnh vẫn đẹp, vẫn trang điểm là chuyện bình thường, không gì hết. Yêu đời mà. Chị chắc này em hỏi thêm hai chị nha. Em nói thật nha. Hồi nãy em cũng bài hai chị rồi đó. Thì em sẽ xin số điện thoại của chị Khoa nha. Em sẽ lưu vô. Rồi mơi chiều gì chị vô trong bệnh viện, chị làm theo những gì em nói, mình mạnh dạn lên, mình là y chang, là mình là đi khám bệnh, mình là bệnh nhân, mình có quyền yêu cầu trong cái quyền yêu cầu của mình ha. Đó, mình cứ nói chứ không có thể nào, ý em nói ở đây làm gì làm phải sát sao hơn chút xíu với lại bệnh tình của chị Mai, chứ không có lơ là. Mình nghe họ nói cái rồi mình đi về đi vô rồi cái này cái kia mình phải nói nha. Rồi cái hướng sắp tới như thế nào, tiền bạc như thế nào, rồi có gì em sẽ gặp chị, em sẽ nắm cái thông tin đó nha. Nhớ nha. Mạnh dạn lên. Sức khỏe là của mình. Đâu phải là đi khám bệnh từ thiện gì đâu, cũng đóng tiền mà, như ai cũng như ai mà, chứ phải mạnh mẽ lên. Em bảo đảm với chị, khi một bệnh nhân nào nhập viện á thì sẽ khỏe. Giai đoạn sau thì mình không biết như thế nào, mà khi mà một bệnh nhân vô là sẽ khỏe, có sự chăm sóc. Cái này em hỏi thật, hai chị em trụ được bao lâu nữa về tiền á? Thì bây giờ tiền thì cứ nhờ chị em, cứ nếu mà thương giúp đỡ thì cho, thì gắng sống gắng lo kéo dài được, chứ mà tới hết tiền rồi sao? Chị Mai có bảo hiểm không? Có bảo hiểm. Mới đầu cái hình chụp mà chị Tú Anh đưa cho em á, em tưởng là chị Mai là bệnh nhân bị xương thủy tinh, nhìn giống giống vậy đó, tại em cũng có tiếp xúc. Chị có biết là bệnh xương thủy tinh là sao không? Là nằm một chỗ gì đó mà xương nó kiểu là nó giòn lắm, đụng tới đâu là gãy tới đó, à một xương vậy đó. Mà em thấy thì em cũng đoán thôi, nhìn trong hình thôi, nhưng mà em suy nghĩ lại là thứ nhất là chị này là một bệnh nhân ở bệnh viện ung bú, thứ hai là thấy cái thân hình của chị này á là khác với bệnh nhân bị cái hồi nãy em nói là xương thủy tinh á. À, tại bệnh nhân xương thủy tinh á là càng ngày cái cơ thể á càng sẽ nhỏ lại, y chang người tí hon vậy đó, mà nằm một chỗ. Nhưng chị này nhìn lại không phải. Lý do là bị vú hành sưng và đau. Thôi để em nói như thế này, à không biết thì thôi, mà biết thì trong cái khả năng của em làm cầu nối ha. Rồi em cũng xin phép hai chị em cho em đăng cái video này ở trên kênh của em về cái bệnh tình của chị. Mong sao cô chú anh chị gần xa có thể tư vấn giùm cái bệnh tình, và cũng như là hỗ trợ như cách nào, bằng mọi cách để cho chị Mai có cái sức khỏe nha. Thà không biết thì thôi. Bởi vậy thấy khổ. Tới đâu tới đó vậy đó em. Rồi có một món quà nho nhỏ từ phía Mạnh Thường Quân ở trên kênh của em. Em trích ra để mà em gửi tặng cho hai chị em nha, đặc biệt là chị Mai nha, để có tiền để mà kéo dài cái thời gian ở trên đây nha. Về mặt tinh thần nữa đó thì em nghĩ là các khán giả trên kênh của em sẽ gửi lời chúc may mắn đến chị nha. Em xin phép em đọc tên và cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân trên kênh của em họ gửi trước, và em trích ra một số người để mà em gửi đến cho chị trong ngày hôm nay nha. Em đọc luôn nha chị Khoa. Thứ nhất là một người giấu tên ở Canada gửi tặng cho chị Mai là 1 triệu. Thứ hai là chị Nguyên là 1 triệu. Thứ ba là chị Nguyễn Võ Phương Huy ở Las Vegas, Mỹ là 1 triệu. Thứ tư là chị Hạnh ở Úc là 1 triệu. Và cuối cùng là cô Phương ở Dallas, Texas, Mỹ là 500 ngàn.
em trích 4 triệu rưỡi gửi tặng cho chị Mai nha. Nè, chị đếm lại giùm em 4 triệu rưỡi rồi chị Khoa. Chị đếm lại giùm em. Chị thay lời hai chị em chị. À, chị cảm ơn mấy chị ở nước ngoài nhiều ha. Rất mong cảm ơn nhiều. Nhờ giúp đỡ mà chị em mới kéo dài, gắn lo chị Mai kéo dài. Chị bệnh, hết bệnh. Mừng quá ha. Dạ, chị mừng lắm á. Mừng rất lớn luôn á. Cũng thương cho hai chị em. Mừng ha chị Mai. À mừng. Đúng không? Nói chung với cô chú anh chị, mấy anh em ở trên kênh GoFood thì cũng có cái gọi là cái cách làm riêng ha. Chứ nói mà thật ra nói mà nói vô trong bệnh viện ung bú rồi cả trăm cả ngàn người bệnh hoàn cảnh nào cũng khổ, tại vì vướng vô cái căn bệnh ung thư tốn tiền lắm, tốn tiền dữ lắm, bạc trăm rồi bạc tỷ luôn đó, tốn tiền lắm. À, tùy theo hoàn cảnh và cũng như là cái làm ở trên kênh nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Thôi thì em xin phép là em kết thúc cái video ở đây nha. Rồi hẹn gặp lại hai chị một ngày gần nhất nha. Dạ. Yeah. Rồi chị cảm ơn em rất nhiều nha. Dạ, yeah. Mừng không? Mừng lắm á, mừng bớt khổ. Dạ. Yeah. Cũng đỡ khổ. Mua đồ ăn đồ uống ngon rồi cho chị rồi bồi bổ sức khỏe. Biết sao chị biết sao? Lỡ mời chiều gì mình vô trong bệnh viện cái tự nhiên cái họ yêu cầu nhập viện không có tiền đóng tạm ứng cũng đâu có được, có cái tiền này phòng thân cũng đỡ nha. Có tiền đóng tạm ứng thì mày còn lo được. Ừ. Chứ không tiền đóng rồi sao rồi bác sĩ không đóng bác sĩ đâu có điều trị được. Thôi em về nha. Ừ. Còn hũ kem nào không, cho ăn hũ thôi, sức đi đen quá. Hả? Kem là kem mua hay là tự nhà trộn? Mua hả? Mắc hả? Mắc không? Rẻ. Rẻ hả? Ừ. Là nhiêu hũ mà rẻ? 100. 100 là như cái mặt của em nè. Là sức được bao lâu? Lâu à. Mặt của em là đi nắng dữ lắm nha. Sức có ăn nắng không? Thấy mặt em có mụn không? À. Nhưng mà có thâm thâm đúng không? Nó là sức hết không? Hết ha. Là một hũ là em là trắng cả chị được không? Không nổi luôn hả? Phải hai hũ. Ừ. Gán khỏe rồi mai mốt rồi đưa kem mời chị với em sức nha. Ừ. Sức cái mặt em cũng được. Có nghĩa là mặt nguyên mặt em trắng như chị rồi cái người em đen thui cũng được. Đó. Giống con ma cũng được. Ha, nhớ nha. À, đừng có thất hứa nha. Mai mốt là khỏe rồi tặng em hai hũ kem đó nha. Ừ. Rồi vậy nha, gán khỏe nha. Thôi mình xin phép là mình kết thúc cái video ở đây nha cô chú anh chị. À, xin chào và hẹn gặp lại. Chị nói gì được không? Có gì sơ suất em xin lỗi nha. Dạ, đâu có gì đâu. Dạ. Thôi em cũng về nha. Chị cảm ơn rất nhiều nha. Chúc em nhiều sức khỏe.